Chào cả nhà mình. Hôm nay mình đến các bạn đoạn video thứ 11. Đoạn video thứ 11 này nó sẽ nói đến cái gì ạ? Chúng ta đánh giá lại những cái ý tưởng kinh doanh của mình. Cái đoạn video trước mình nói bạn các cái cách để chúng ta có được cái ý tưởng. Đoạn video số 9 thì mình nói về một cái bản kế hoạch gồm 8 bước. Thì trong đó nó có cái bước số 1 là chúng ta tìm kiếm ý tưởng. Và bây giờ đoạn video số 11 này mình nói về cái cách làm sao để chúng ta đánh giá một cái ý tưởng. Vậy thì các bạn biết rằng là chúng ta đánh giá trên những cơ sở nào? Sau khi tìm hiểu và bạn có rất là nhiều ý tưởng, tuy nhiên cái khó khăn nhất là chọn cái ý tưởng nào đây? Chọn ý tưởng nào? Vậy thì nó có 8 cái điều sau. Cái điều thứ nhất bạn phải tập trung vào đó là gì? Đó là chúng ta phải biết ra được là mình mạnh và mình yếu ở cái chỗ nào. Ví dụ như là bạn chọn một cái sản phẩm và dịch vụ nó rất là tuyệt vời, nó rất là hay. Tuy nhiên khi mình đánh giá lại á, thì gần như là mình không đủ nguồn lực để mình thực hiện nó. Bạn có hay rớt vào trường hợp đó không? Mình đứng những cái lớp khởi sự doanh nghiệp, những lớp làm chủ doanh nghiệp, mình gặp những bạn đưa ra những ý tưởng rất là hay, thấy ra được ý tưởng rất là hay. Tuy nhiên khi mà hỏi sâu thì gần như là bạn không có khả năng thực hiện. Mình ví dụ để các bạn dễ nắm rõ hơn. Ví dụ như bạn muốn mở một cái nhà hàng Nhật, bạn thấy ra được cái thị trường đó, bạn thấy được cái tiềm năng đó, bạn muốn mở một nhà hàng Nhật, cứ xem đó là một ý tưởng nó rất là tuyệt vời đi. Tuy nhiên chuyện gì à? Khi đánh giá lại thì để đầu tư một cái nhà hàng Nhật nó bài bản cho cái phân khúc khách hàng mà chúng ta tập trung đó, ví dụ nó cần phải có tiền 1 tỷ cho cái việc mà thuê mướn mặt bằng, trang trí, thiết kế, decor, markup, bàn ghế, hệ thống bếp chấm chấm, nó mất hết 1 tỷ rồi, chưa nói là cái tiền vận hành nữa. Và khi xem xét lại thì tiền của chúng ta đâu có đủ đâu, chúng ta không có cái nguồn tiền này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, dù thấy nó rất là hay nhưng rõ ràng kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh món ăn, đặc biệt là Nhật, chúng ta lại chưa nắm nhiều. Hoặc là cái dòng khách hàng chuyên về lĩnh vực này chúng ta vẫn không nắm nhiều. Cái kế hoạch trong bếp núc, cái cách vận hành như thế nào chúng ta chưa nắm nhiều. Chấm chấm chấm. Mình chỉ nói gọi ra những cái ý nó như vậy thôi, thì các bạn mới thấy rằng ồ, cái này nó hay, nhưng mà xét cùng lại là chúng ta như thế nào không thể bắt đầu được. Bạn nhận ra điều này không ạ? Tại vì chúng ta mạnh những cái điểm mà nó không phục vụ cho ý tưởng này, nhưng mà cái ý tưởng này thì chúng ta thấy hàng loạt những cái điểm yếu, ví dụ vậy. Ok, đó là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai là ý tưởng này đã được làm bởi ai đó chưa? Đôi khi chúng ta có một ý tưởng rất là hay nhưng mà lại người khác làm mất tiêu rồi. Các bạn nên nhớ, ý tưởng là hoàn toàn miễn phí mà, ai cũng có thể nghĩ được mà, ai cũng có thể nghĩ được cái ý tưởng đó hết. Người lớn, người già, người trẻ, ngay cái lúc mà trong đầu bạn nghĩ nè thì như thế nào cũng ít nhất 5.000 người Việt Nam khác cũng có thể nghĩ ra được ý tưởng như bạn. Là đừng có tưởng là ý tưởng chúng ta là duy nhất. Có điều là ai là người dám làm thôi, còn nghĩ giống nhau cũng nhiều lắm. Vậy thì cái vấn đề nó ở đây như thế nào? Thì khi chúng ta có ý tưởng rồi thì chúng ta phải đánh giá xem ai đã làm chưa. Thứ nhất, chúng ta hãy dùng những cái công cụ tìm kiếm. Đó là Google. Để chúng ta tìm kiếm thử xem có ai đã làm cái việc này chưa. Google sẽ giúp cho chúng ta cái việc này. Hoặc là chúng ta như thế nào chúng ta cũng có thể liên hệ cái cục sở hữu trí tuệ, cái nơi đăng ký cái quyền sở hữu trí tuệ á, và để làm được cái việc này, có thể là bạn làm cũng được, nhưng mà bạn có thể là nhờ những người chuyên ngành, những người làm bên lĩnh vực chuyên ngành, họ làm cho chúng ta, họ giúp cho chúng ta. Các bạn hình dung chưa cái điều này chưa? Để có thể là bạn làm không được thì nhờ những người chuyên ngành, nôm na nó là như vậy. Cái thứ ba đó là chúng ta nghiên cứu đối thủ cạnh tranh của mình.
nghiên cứu đối thủ cạnh tranh của mình. Chúng ta nghiên cứu đối thủ cạnh tranh của mình nó như thế nào, nó như thế nào. Có thể là sản phẩm của các bạn là có đối thủ cạnh tranh nó làm rồi, vậy thì bằng cách nào? Cái thứ nhất là các bạn có thể là trở thành khách hàng của họ. À, cái này là cái này là một cái mà nó hay, và khi chúng ta làm mà chúng ta trở thành khách hàng của họ thì chúng ta mới xem được là thực sự là họ triển khai cái sản phẩm này, họ triển khai cái ý tưởng này theo cái cách nào, họ phục vụ như thế nào, họ giải quyết vấn đề nó như thế nào, và biết đâu chúng ta tìm được cái ngách, hoặc là chúng ta tìm ra được những cái địa điểm mà họ làm chưa tốt, chúng ta có thể làm tốt hơn. Cái thứ tiếp theo nữa là chúng ta có thể là trò chuyện với khách hàng của đối thủ của chúng ta, nói chuyện với khách hàng của đối thủ của chúng ta, xem thứ họ thích ở này cái điểm nào, họ quý cái đối thủ chúng ta ở điểm nào, và cái điểm nào họ không thích, họ chưa hài lòng ở bên đối thủ của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta có thể là nghiên cứu cái danh tiếng của họ ở trên thị trường, nghiên cứu cái danh tiếng của họ trên mạng, họ đã ảnh hưởng tới đâu rồi, họ làm được những gì, họ đã triển khai tới đâu rồi. Đó là cái thứ ba. Mình đang ở cái đoạn video thứ 11 và đang nói với các bạn cái cách chúng ta đánh giá ý tưởng của mình. Và cái thứ tư, bạn có thể là nói cái ý tưởng của mình với ai à? Với những người thân của mình, với gia đình của mình. Có nhiều bạn là thường thường là không có nói, nhưng mà có nhiều bạn nói thì lại như thế nào, các bạn lại làm không có chuẩn quy trình. Mình nói họ để mình hỏi họ có sẵn sàng mua sản phẩm của ta không, và họ mua vì cái lý do gì, hoặc là họ có những cái thắc mắc gì, chúng ta ghi lại hết. Hoặc là họ có cổ vũ cho cái dự án của chúng ta không, hay là họ phản bác. Tất cả những gì họ ghi hết, các bạn đừng có mình cứ nghe một số bạn nói là em muốn ra làm nhưng mà khách hàng cái gì, cái người thân của em, gia đình của em không có ủng hộ. Cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Họ ủng hộ thì họ ủng hộ cái gì, và họ phản bác là họ phản bác cái gì, họ cản trở là họ cản trở gì, lý do vì sao họ cản trở. Từ cái đó chúng ta mới đúc ra được cái đúc kết để chúng ta cải thiện cái ý tưởng của chúng ta nó tốt hơn. Cái thứ năm là bạn như thế nào? Bạn có thể là đi ra ngoài và đi nói chuyện với những khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực của chúng ta. Bạn nghĩ rằng là cái người đó, bạn quan sát rằng những cái người đó sẽ trở thành khách hàng của chúng ta, và bạn đến bạn nói chuyện với họ. Cái này nó giúp cho chúng ta trả lời một cái câu hỏi rất là quan trọng là liệu ở trên thị trường này có đang tồn tại một cái lượng khách hàng sẵn sàng trả tiền cho sản phẩm của chúng ta hay không. Còn nếu không thì các bạn thấy không, công cốc. Ý tưởng chúng ta ra mà không ai sẵn sàng trả tiền thì công cốc. Bạn có thể là nói chuyện với những người đang dùng sản phẩm tương tự như ý tưởng của bạn. Ví dụ là bạn bạn muốn làm ra một cái loại mồi câu cá mới, và bạn đến bạn gặp những người đang câu cá và bạn tâm sự với họ rằng anh có sẵn sàng mua cái mồi câu của tôi này không? Thì cái người khách hàng họ đang dùng đó, họ sẽ nói cho các bạn biết. Đó, ví dụ đó là như vậy đó. Hoặc là các bạn có thể gì ạ? Có thể gửi email làm cái bản khảo sát với khách hàng, hỏi ý kiến khách hàng, những người khách hàng tiềm năng mới. Mình hay làm cái này các bạn thấy không? Mình có sách đấy, mỗi lần mình viết một cái quyển sách đấy các bạn thấy không? Thì mình đề co thiết kế trước rồi mình hay bung lên cái trang Facebook, mình bung trên Zalo, mình bung qua những kênh của mình hỏi thăm ý kiến khảo sát của những khách hàng tiềm năng sắp tới họ sẽ mua cái quyển sách này, thì họ thấy cái trang bìa này nó như thế nào, cái cách thiết kế như vậy có phù hợp hay chưa, .. các bạn hình dung chưa? Và cái thứ sáu là bạn phải xác định được những cái rủi ro, những cái trở ngại khi chúng ta thực hiện cái ý tưởng này. Đôi khi chúng ta làm chúng ta cứ nghĩ tốt, chúng ta nghĩ lên mà chúng ta quên nghĩ ngược lại. Vậy thì ví dụ đi, chúng ta làm cái ý tưởng này với ai, và làm việc với người đó nó có cái rủi ro gì không, làm việc với người đó nó có hợp hay không, làm việc với người đó nó có đi chúng ta được hết cái giai đoạn dự án hay không. Nếu cái người đó có vai quan trọng mà nó không hợp thì sao? Hoặc là khi chúng ta ra làm rồi, và nếu mà lỡ gặp cạnh tranh quá sức thì cách chúng ta điều chỉnh nó như thế nào? Mình mở một cái quán ra rồi,
mà tự nhiên ra rồi mới biết nó cạnh tranh, thì cách chúng ta điều chỉnh nó như thế nào để nó phù hợp. Những cái câu hỏi nó làm cho chúng ta thông minh ra đúng không? À, hoặc là nếu chúng ta ra rồi mà lỡ thất bại thì sao? Chúng ta phản ứng với nó như thế nào? Chúng ta điều chỉnh như thế nào? Hay là chấp nhận? À, không bao giờ gượng dậy luôn, chấp nhận mang nợ nần luôn. À, bạn có cho mình những cái câu hỏi nó như vậy chưa? À, đó là cái điểm thứ sáu, xác định những cái rủi ro và những cái trở ngại mà chúng ta có thể gặp được. Cái điều thứ bảy, bạn phải hỏi một câu hỏi nó rất là quan trọng, liệu cái ý tưởng này khi chúng ta thực hiện nó có thành công hay không. Phải hỏi, phải tự hỏi với chính mình, nó có thành công hay không. Chỉ thì nó thành công trên cơ sở nào, bạn phải liệt kê ra hết, không có để nghĩ ở trong đầu, và phải đi biện luận với những người khác. À, và bạn phải tính ra được cái doanh thu và chi phí, và khi nào thì bắt đầu nó chuyển đổi ra được chúng ta có lợi nhuận. Phải làm rất là rõ, làm rất là rõ cái điều này các bạn ạ. Chúng ta không được chủ quan. À, và sau khi xong hết 7 cái điểm vừa rồi á, thì các bạn phải chuyển sang cái bước số 8 rất là quan trọng, đó là chúng ta xếp hạng các cái ý tưởng của mình. À, nếu các bạn mà xem từ đoạn đó số 10 qua thì các bạn thấy là nếu mà chúng ta chịu làm đúng quy trình thì chúng ta không phải có một ý tưởng, mà chúng ta có thể 2 ý tưởng, 3 ý tưởng, 5 ý tưởng. Và bắt đầu sau khi chúng ta làm 7 bước vừa rồi này, mình vừa nói các bạn đó, thì các bạn phải xếp hạng cái ý tưởng của mình trên cơ sở là điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, 7 điểm vừa qua đó. Và bạn đánh giá được đâu là ý tưởng nó tốt nhất và đâu là ý tưởng tệ nhất, và cuối cùng bạn ra cho mình được cái quyết định. À, vừa rồi mình chia sẻ với bạn cái cách làm sao để chúng ta đánh giá ý tưởng. Đây là đoạn video thứ 11 mình chia sẻ với các bạn. Nếu bạn chịu khó ngồi xem lại từ đoạn video số 1 cho tới đoạn video số 11 này, chắc chắn bạn sẽ hình thành cho mình một cái luồng ý tưởng đi từng bước, từng bước, từng bước một, và bạn sẽ biết bắt đầu nó như thế nào. À, bạn hãy đăng ký vào cái kênh của mình trên kênh YouTube và trên kênh Facebook và những cái kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình này, và hãy theo dõi tiếp đoạn video thứ 12 nha. Bye bye các bạn.